Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 hàng năm là ngày thế giới phòng chống AIDS. Năm nay, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS được phát động từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 với chủ đề chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Cùng với cả nước, Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chương trình để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS. Từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện năm 1990, đến nay cả nước có khoảng 220.580 người nhiễm HIV hiện đang còn sống và trên 112.360 người nhiễm HIV đã tử vong. Tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay phát hiện 167 người nhiễm mới HIV. Để đảm bảo việc điều trị bằng thuốc ARV cho bệnh nhân, ngành y tế đã triển khai phòng khám ngoại trú ngay tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Mở cái phòng khám ngoại trú tại địa phương này thì nó thuận lợi cho bệnh nhân là những bệnh nhân ở trên địa bàn mà họ có cái điều kiện để đi lại, họ không phải là đi xa để nhận thuốc. Chúng tôi cũng tư vấn cho bệnh nhân và thường thì chúng tôi khám vào buổi chiều. Hiện nay, HIV/AIDS có xu hướng gia tăng ở một số địa phương. Đáng lo ngại, người nhiễm HIV đang trẻ hóa nhanh và đường lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là quan hệ tình dục đồng giới nam. Nhóm tuổi 15 đến 24 tăng nhanh trong số phát hiện mới, từ 4% năm 2012 lên 25,6% năm 2021. Trong bối cảnh chung đó, Đà Nẵng cũng đã sớm triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP. Hiệu quả của cái chuyện này thì cũng đã được thế giới công nhận. Và trong thời gian từ tháng 5 2021 đến bây giờ, thì cái số lượng nhiễm HIV phát hiện trong cái nhóm mà nguy cơ cao, đặc biệt là cái nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đã giảm xuống rất là đáng kể. Để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030, rất cần nhiều giải pháp. Trong đó, việc mở rộng điều trị các biện pháp dự phòng nhiễm HIV đang được ưu tiên hàng đầu, cùng với đó là xóa rào cản kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS. Việt Nam có nhiều công cụ để kết thúc đại dịch vào năm 2030. Thứ nhất là tiếp cận đối tượng đích, như đối tượng MSM. Thứ hai là tín hiệu về số liệu để xác định HIV lây nhiễm nhanh ở khu vực nào. Và thứ ba là thuốc dùng một lần nhưng kéo dài thời gian. Trong cái giai đoạn hiện nay thì đã có những cái mô hình mới về dự phòng bằng thuốc. Và những cái nhóm người này hoàn toàn họ có thể trì hoãn cái cuộc tình của mình để họ uống được thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. Tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã có quyết định số 1246 về chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Việc xây dựng chiến lược mới là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống HIV/AIDS và phù hợp với tình hình mới.